Đó đó, nữa không có gì nữa nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sám Dừa TV. Ủa, nãy giờ quay hả? Quay đó. Xanh cầm dao phải cảm vậy. Ghê quá, không. Ủa, được, không được. Hello các bạn nha, nãy giờ mình tưởng nó không quay, mình cầm dao dẫn suối. Ai ngờ nó quay. Gì á? Các bạn, hôm nay mình lại xuống cái bụi tre này. Thì mình nghĩ ra một cái đồ bắt cá nữa các bạn. Là trong đây mình thấy khá là nhiều chuối luôn. Thì điệp hả? Tha nó đi bạn, cứ xét sinh hoài à, người ta chữ hoài cũng không chừa. Đó, mình vào trong vườn chuối của nhà bác mình. Thì trước tiên mà vào đây để làm cái bẫy cá thì mình phải vô trong nhà mình xin trước, mình xin một cây chuối, chứ bây giờ mà cứ vô mình chặt lại là bị chữ liền. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào nhà mình xin phép bác mình cho mình một cây chuối nha. Rồi cuối cùng mình cũng đã xin được cây chuối rồi Kha. Mới vô đó xin được cây chuối rồi. Ra đó mới ra kì lấy cây dao vô. Bây giờ mình sẽ hạ cái chuối này. Tại cái chuối này này đã bị ăn quầy cho nên là nó bị hư rồi. Nó không có còn ra quầy được nữa. Nó đang nứt lên hai cái cây con lại. Đó mọi người xem đó. Chứ mất công lại nói là tụi mình cứ chặt cái cây đó là còn cái con nó chết hưởng. Hay là chặt cái đó là bỏ luôn hưởng. Mình không hiểu tại sao luôn á. Mọi người cứ xem đi. Quang ơi, bây giờ mình xử nó anh em. Cam nó. Chuối khó chặt lắm à. Đâu. Ui, nước nhiều hơn. Nước chuối nhiều. Để nếu mà nước nó ra quá trời luôn. Đứng né dao ra các bạn. Ghê quá. Em sợ nhất là dao kim đồ nha. Sợ ghê. Sợ lắm. Trong cây chuối nó nhiều nước lắm. Đi nước. Sinh tồn mà gặp chuối là may mắn lắm đó. Nước cực kỳ nhiều luôn. Sinh tồn mà gặp chuối là trúng á. Này cái ở trong giữa nó mình ăn quãng đường rồi đúng không? Cái đây nó bị hư rồi này. Chết rồi. Nước lên hai cây nhỏ lại nè. Mạnh lên. Mình chặt lại để cho hai cái con nó lên để nó ra trái cho nó tốt hơn này. Nó sẽ phát triển tốt hơn. Tại vì khi mà cái cây mà nó đã ra cái buồng trái rồi là nó sẽ không phát triển nữa, nó không có ra trái lại được nữa. Là mình bỏ cây đó. Mình làm này xong cái đem vô cái mình bầm cho bò ăn. Ok không? Hay quá bạn ơi. Ra về đây mất mình nặng lắm. Rồi bây giờ làm cái bẫy ra làm sao? Công nhận thì cái dao của bạn nó tặng mình tốt nhiều. Đây này. Cái bẫy mình chủ yếu là mình làm sao cho cái cây chuối này nó trở thành một cái ống rỗng ở bên trong. Được không? Ừ. Khi làm ống rỗng bên trong thì mình sẽ làm cho nó đặt ở bên ngoài. Ồ, tôm đại thánh. Đại thánh ở đâu vậy? Cái này là cái cây. Đại thánh mới nhổ cái định hải thần trăm ở ở chứ biển gì. Biển. Đi qua đây nè. Coi chừng đập cước. À đậu chứ. Bây giờ mình làm đây đi. Làm đây đi. Nó nặng quá. Bây giờ này tiếp theo á. Mọi người chỉ làm hai ra. Lấy ở trên đó. Chỉ cái miếng đi. Bộ cái thớ đứng này mà. Thế này là thế chết ngựa. Thế này là cái thế một người, hai người mà ra ba người nè. Bởi nó gãy luôn á, mạnh lên chút nữa. Rồi. Đó. Wow. Đó mệt. Đây, bây giờ mọi người lấy cái phần lõi bên trong ra cho mình.
phải sáng tạo không thôi. Quá sáng tạo. Mà quan trọng là nó có hiệu quả không chứ. Thì mới nói sáng tạo thì có sáng tạo. Còn này, hiệu quả thì không biết. Này ăn được nè. Được này, kêu thằng lõi nè. Ăn ngon à. Ăn được, cho bò ăn được. Mình ăn á. Mình ăn được. Ừ. Đây, bây giờ mình đã có được hai cái máng này. Cái tiếp theo là mình sẽ cố định hai cái máng này lại. Cột lại hả? Cột lại bằng cái cách là dùng mấy cái tre. Bây giờ mình sẽ qua chặt một cái tre. Đây, mình sẽ chặt cái tre này ra. Mình chặt mấy cái xiên á, mình găm á, để cho mình xiên nó qua. Cái mồi mình đã chuẩn bị nè, đó là cua chết. Mấy cái nắp cua chết nè. Rùi không được nó quay. Người ta đang ăn cơm quay vô, tay xỉu luôn á. bữa giờ cái tự nhiên mình nói mấy cục mụn. Lo quá. Lo suy nghĩ quá các bạn. Rớt wheel của nó lo các bạn. Đau đầu lắm, nhưng mà làm sao. Đang cố gắng cho. Rồi chuyện gì nó cũng sẽ đến. Nó cũng sẽ đến thôi. Để vô cái cục bự á chắc. Mình thấy đúng là cái dâu của bạn nó tốt thiệt. Nên mình xài nhiều nhất luôn á. Mình đang xài cái dâu này ở nhà mình xài nhiều. Nói anh chị. Để biết nó tốt hay không? À. Quảng cáo hả? Quảng cáo giao luôn. Chị Long trồng đồng báo là quảng cáo cho tất cả các bạn biết rồi. Chị vô. Để phép một. Không chạy đường nào hết. Rồi mình chỉ chặt dài dài ra. Một phép thôi, chút điểm. Vừa. Đỉnh không? Cắt luôn. Đây. Mình sẽ dót những cái que này cho nó nhọn. Để khi mình xiên vô cái chuối á, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ vô hơn. Khi nào cái nào mà cái đầu nó nhọn nhọn là mình xiên vô lỗ dễ á. Càng nhọn càng xiên đúng không? Đúng rồi. Đặc biệt mấy bạn nam được. À, càng nhọn càng xiên dễ đúng không? Đừng nghĩ bậy bạ. Bậy. Chúng ta sẽ quay nó một góc xiên lỗ này các bạn. Đó. Xiên lỗ. Xiên lỗ tre. Đây nè. Ồ, một cái tre các bạn coi nè. Wow, cái gùa rồi lấy nét không có được nha các bạn. Gùa nó cao chốc chốc bên kia luôn kìa. Wow. Hóa đời em trong phút giây. Từ nhật thôi còn ngủ mơ. Đây này các bạn. Mình đã dót được một ít tre này. Mấy cái tâm xiên này để bắt cá. Còn cái này để mình giữ cố định lại cái chuối. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đau tay lắm lem. Đó, trước tiên là mình sẽ cố định cái phần này lại này, trở thành một cái cây chuối ban đầu. Cái phần này cũng là khá quan trọng này. Chọt phải vô hả? Xuyên qua, xuyên cái góc này nè. Xuyên cái này. Bạn gần tới năm mới rồi bạn vui vẻ, bạn đừng có quạo với mình chứ sao cái dao bạn đưa lên trước mặt mình vậy. Mình kỵ kim, mình kỵ kim với dao. Gần tới năm mới rồi bạn. Còn 3 tháng nữa tới năm mới rồi bạn, bớt giỡn lại cho bạn rồi. Mấy bạn có nghĩ là bạn xa kỳ không? Kỳ chứ, sợ lắm. Đó. Bạn chưa? Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đau tay lắm liêm. Có cái chân dừa chặt nó dễ hơn. Nó còn cái chặt này các bạn. Đó. Ủa, đầu nó xanh. Ờ được rồi. Cái cây trà quá kia nó lấy để lên không? Ờ thì chứ. Bởi vậy mới nói mấy cái thằng đẹp trai nó không được gì hết các bạn. Sống là như vậy. Ta nói tốt mà nó đã đám mà. Đó, có thanh niên làm bẫy nè các bạn. Ok. Sau một hồi mình đã đóng xong được cái hai bị vô rồi. Giờ mình sẽ bỏ cái này vào trong. Cái gì vậy trời ơi? Tao đi làm mà. Mình nhét mình bịt cái lỗ này lại này. Đó, hay không? Sau đó mình sẽ bắn chéo qua. Bắn chéo á. Bắn chéo hả? Bắn chéo hả? Bắn thẳng bên này bắn thẳng không à? Tao bắn chéo. Đó, mình xuyên qua. Cái gì cho? Ta chỉ là một con chó thôi. Đó,
đây gọi là bắn chéo. Bạn bắn chéo thôi mà bạn đưa cái dao xỉ mũi vô mặt mình bạn. Để mình giữ lại cái phần sơ dừa ở trong á, nó bít lại bên ở ngoài đây. Còn cái phần đây này, mình sẽ quay qua trên này cho mình xem rõ nè. Đó, thấy không? Giữa cao lên chút, giữa cao lên chút quay. Đây. Đó. Thấy cái lỗ chưa? Nguyên cái ống luôn. Đó, lùi xa ra ha. Hạ thấp người xuống. Ok. Có giơ chân lên trước mặt không? Chuyển cái này lại. Đây, thấy chưa? Thầy mấy bạn ơi. Đây, cái phần này này mình sẽ đóng xuyên vô. Mọi người nhớ xuyên vô nha. Xuyên mà cho nó tầm giữa giữa thôi. Mọi người chắc cũng biết cái gì? Cái toi á, cái tấm á. Cái đó kêu cái tấm hả? Ừ, ống tấm á. Đó khi mà nó xuyên vô thế này á, con cá nó đi vô được nhưng mà nó lui lại không được. À. Nó đâm vô cái ngạnh, đâm vô cái ngừ đó rất là khó chịu. Đó. Nhớ điều nha. Điều mà vừa con cá nó vô. Bẫy này thì mình có nghiên cứu qua rồi. Khá là hiệu quả. Ô sơ kê. Bây giờ này mình quên, cái này là mình mô phỏng thôi. Quên một điều đó là phải nhét cái mồi vô trong đây. Đây là cua. Đó. Mình sẽ đi xuống dưới nước. Đây là ở ngoài ruộng các bạn. Đây mình đặt ngay cái ngã ba luôn. Ngay tam giác vàng này. Cái nước ở đây nè. Ở đây rất là nhiều cỏ. Lùm lùm nhiều lắm. Cho nên là mình sẽ đặt ở đoạn này. Cái khả năng cá nó sẽ vô cao hơn. Mọi người nhớ đặt cho nó sát xuống cái miệng sình nha. Đó. Đặt xuống vậy. Chống cái nạn lên. Chống cái nạn hả? Mọi người dẹt sình ở dưới đây ra nha. Dẹt cho nó có một cái đường trống á. Có cái đường trống thì nó sẽ dễ vô hơn. Đó. Để hơi ngập ngập chuối vậy nè. Bắt đầu cái chiều nay nước thứ 6 nó lên á. Ở mình thứ 6 là nước nó lên khoảng được một ngày á. Rồi nước nó lại rút xuống. Thì con cá nó sẽ tấp vô. Nó leo vô đó xong nước cạn nó sẽ bắt cạn nó lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào nhà và chờ đợi. Ngày hôm nay mình với Bình Khao Tư Duy ở nhà làm video này kia nọ. Mát hơn. Hình bên đây không mưa hết chứ. Nhưng mà trời nó cứ mù mù không à các bạn. Đây đây. Giờ chiều rồi, bây giờ là 5 giờ mấy chiều rồi. Hai con chó nó đi theo mình nè. Nhảy lên nè, nhảy lên.
Đi lên. Ê dạ, nó quánh luôn kìa. Đây khá cái bẫy mình này. Dạ, khá khá cầm đi, để mình lấy cho. Kiếm ra bẫy thử coi. Thiên lên luôn á. Lên lên luôn. Trời ơi, nó nặng. Nó nặng này là nặng cá, là nặng. Nặng nặng nước, nước có thấm vô kìa chú á. Nó nặng. Nước có thấm vô kìa chú. Bây giờ sao ta? Làm sao? Giờ mình gỡ ra luôn. Biết có con nào không đây, thấy hồ mò nó khả thi quá các bạn ơi. Hy vọng là có cá các bạn. Đó thấy giờ. Nó khả thi quá anh em ơi. Gửi giống gửi gì vậy ta? Giống mà cái nấu canh ủ qua nhờ thịt á. Lúc mình chọt cho thấy ủ qua không? Ừ. Nước á nó hút vô á. À, cái đôi khi mà mình gỡ như vậy á các bạn, mình luôn nói tại sao mà mình ngu vậy mà sao mình không gỡ cái đầu mà. Màn chi vậy sao không gỡ cái đầu. Ui, ơi cái đầu con cá. À, con cá nữa. Qua con cá là con cá kìa. Quay. Ui. Ủa cái gì vậy? Ba, cái gì vậy? Wow. Ui. Nó bay ra này, nó bay ra này. Ui ui ui. Wow. Wow. Rồi không có chạy được đâu, ở trên đây mờ. Ơi. Wow. Ủa nhiều vậy. Ủa quánh. Ơi cái bẫy này hơi hiệu nghiệm ta, cái bẫy này hiệu nghiệm ta. Bẫy hay ta? Cái bẫy này ngon nè. Wow. Không đâu đâu. Con cá trên nhỏ xíu này. Ồ. Cái con cá mẹ vô hết luôn trời. Ồ, cá lóc cá lóc. Này hay ta. Cá trê nữa này. Ui. Được á, kèo này thơm á. Này. Ồ. Năm con luôn trời, năm con luôn. Không có bự hả? Cái đồng đội bự. Cá nhỏ. Ông ra mà chợ ông mua cá nuôi về cho bự. Ồ, 96 con luôn hả? Ui, nó mạnh. Cái mương này cá lóc nhiều vậy? Cái 3, mương, 4, cái mương này. 5 6 con. Cái mương này cá lóc nhiều vậy bạn? Mương này mương cái kiểu mà cỏ nó rậm rạp á. Ồ. Lâu ngày không có ai bắt, không ai đụng. Để ra ra để coi lại cái mương này các bạn. Sao mà cá nhiều vậy? Bữa nào chắc mình lên đây quýnh quá các bạn. Ở đây cá nhiều quá trời. Đậu xanh này, này nó có cái dịnh hay nhỉ? Không định luôn á. Ok bây giờ lấy về thơ. Ngon. Quá hay luôn các bạn ơi. Công nhận này nó hay nè. Đúng rồi đúng rồi. Ổn định. Được mấy con rồi? 4, 5, 6 con. 6 con. 6 con rồi nè. Ừ. Hình như là có bạn Kha đồ đi theo đồ nó hơn chứ bạn. Phải đâu, số mình xui lắm bạn ơi. Mình đi câu cá lúc nào cũng thất bại hết trơn. Tại vì bạn Kha đi câu cá, bắt cá không có con nào hết hả? Giờ mình xuống à, mới có nữa. Ừ. Sớm vừa là nó từ nhỏ tới lớn nó ăn rồi nó mò cu mà cá không á các bạn. Ở đây á, ở nhà mình á, có gần cái nhà yến này. Ồ. Cho nên là đi quay lúc nào cũng bị cái tiếng yến nó xen vào hết mọi người. Kệ nó, cho dính, như. Cho gọi là có một chút đồng quê. À. Giờ tới thì mình với ba cũng đã chuẩn bị một ít. Cái này thì nó phù hợp với cái món mà nấu ấm chua á. Ấm chua này cá đồng thì mình xài khế. Mình không có xài mấy cái kia, nó khác tới lại mình nấu canh cá biển. Kha hôm nay có làm gì không? Ở lại giờ chơi nha. Ở lại ăn cái món của ba mình nấu nha. Cá lóc ấm chua. Cá lóc ấm chua. Đúng rồi. Món này ăn là hết sảy luôn á. Hấp dẫn không? Lâu lên coi siêu đầu bếp nấu này. Hôm nay chương trình siêu đầu bếp xin được phép bắt đầu. Ngày mốt quay đêm á, làm cái bốn miệng ở đây cho nó sáng rồi. Ừ. Đây này mình có bún tàu này. Bún tàu, một ít hành, quế với lại cần. Đây thì khế với lại hành tây. Mình có thêm thơm với lại cà chua nữa. Cho nó có cái độ chua chua thơm thơm nữa không. Giờ là hiện tại ba mình đang chuẩn bị rang đậu phộng này. Cá thì cũng đã làm sạch hết rồi. Cái này gia vị là mình đâm hành ớt, muối, xíu đường. Cá thì mình ướp với gia vị cho nó thấm vô, rồi mình chiên vàng lên, chiên cho cái thịt nó săn săn lại á. Hồi lúc mình có làm một cái video, cầm nhìn cho. Hồi lúc mình có làm một cái video về món cá ôm khế, nhưng mà do dính một số con nít vô mình xó rồi mình không có để. Để cá là mình phải chiên vô
Dạ con nóng rồi. Rén hai khách chợ chút bây giờ mua mình có thêm hai khách nữa. Đây là nhà hàng năm sau ngày sau ở quê. Ở đây là khu vực mà luôn tụ tập những cao thủ. Cả đôi chỗ lắm không hợp hết không ạ? Không hợp không. Này mình đang ghép mình bỏ lên trên mặt cho nó thơm. Cá mình sẽ chiên cho nó thấm gia vị để nó cái độ giòn giòn lên á, nó không có bị ngán. Cá mà khi là mình tao sơ chiên sơ bắt đầu nó săn lại, mình sẽ bỏ ra một bên để mình cho những cái gia vị này vô, rồi những cái loại la ghim rau củ quả này vô. Bảy các bạn ơi, anh Bảy đây. Hôm nay thứ Bảy xuất hiện anh Bảy luôn. Cá bây giờ mình bỏ vô trong cái chảo luôn cho nó thấm cái gia vị chua chua này. Bảy sao nghe mùi đâu lên đây hay à? Quặn hả? Ở đây mùi bắp nó hơi lành các bạn. Ui nó sơ kìa. Đá ghê. Đó cái phần cuối này mình cho bún tàu vô cho nó hút cái nước lại, nó sắc cái nước lại. Rồi xong khi mình đem lên là mình bỏ đậu phộng lên trên, rồi đem thêm một ít cái rau mùi nữa là ok, là xong. Ủa giỏng quá Kha, chịu không nở nữa. Đã đó như vậy rồi cái mình rắc đậu phộng lên. Trời ơi con cá kìa, hai ba cái đó. Đúng là cá đồng á, cá đồng nó không có to lắm ha, nó nhỏ giòn giòn không à. Đây là cái dĩa khu vực trên đây, cái này rượu để bên mình không uống. Của anh Bảy kia một dĩa nữa kìa. Hai dĩa luôn, quá trò luôn, có 6 con cá mà đóng luôn, thành rảnh luôn rồi. Đây bây giờ mình sẽ review luôn nhanh cho mọi người biết cái cảm nhận của mình về cái món cá này nó như thế nào. Tắt đi. Đó. Mới quen đây thì mình lý quanh kia. Dạ. Cà quất đi, quất đi. Ăn thử cảm giác của ba mình nấu sau mình thì ăn nhiều rồi, ăn của ba nhiều rồi. Bây giờ để Kha ăn cảm nhận nha. Đâu thì đổ vô tại ở bên đây là cho một ít rau. Giờ từ từ. Hành tây nè, hành tây khế nè, lấy về đủ luôn các bạn. Làm những cá luôn nha, cá thịt cá bự vô công sức của mình nữa. Có con ngô đó, cái này mình phải lấy miếng bánh tráng nữa nè các bạn. Đúng rồi, ăn bánh tráng nước mắm nữa kìa. Rồi mình thử nha. Đó rồi nè, bây giờ y luôn đấy nha. Đã không? Lấy nét cho bạn. Ok luôn. Đây là mấy anh đang ngồi uống ly rượu vậy. Mời các bạn nha. Quên ăn mắm các bạn. Ăn miếng mắm cho nó đủ gia vị. Phải không có làm mặn đâu. Làm vừa ăn lẹt à, để chấm mắm. Chấm cắt miếng lót xanh nữa. Đây. Ghế này các bạn. Chịu khó quay hơn, lát cái hết luôn à. Quay lát không còn cái gì ăn nữa, chết rồi. Làm gió không? Trời ơi, không lên đâu á. Chút một luôn bạn. Chịu không đó. Chú nấu ngon. Siêu đầu bếp mà, trời ơi. Mình còn nấu chưa lại lơ. Ngon các bạn. Thử đi, cầm mấy nha. Đây, đó lượt mình quất thử coi. Ây da. Đi rồi mình bánh tráng mình thấm nước mắm trước. Miếng thịt này. Cái này phải có đậu phộng. Viên đậu phộng. Một ít bún khế. Cay rồi. Có hành tây rồi nữa. Đây. Từ từ từ.
Được. Đi vô luôn. Mời mọi người nhé. Cái đậu phộng nó thơm ghê luôn á. Giòn giòn nó thơm. Thịt cá rất là săn nha. Ngọt nữa. Khi mình chiên sơ qua á, có cái gia vị nó thấm vô á. Ăn nó không bị ngán. Cá tàu qua bầu dài mất là đã ghê luôn á. Đó, mới lần hôm nay. Lý Hải mỗi nữa. Sớm vừa tiêu quen rồi. Bút miếng nước vàng vô chén á, bút miếng vô nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh Sắm Về TV nha. Mọi người thấy video này hay nhớ cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình để có những cái video hay hơn cho mọi người xem luôn. Bye bye. Bye các bạn nha.